Đây là Đức Mẹ Đồng Đinh, Giáo sư Đồng Đinh. Năm 2007 xảy ra một sự kiện lớn vừa đau thương và cũng là một cơ hội. Tượng Đức Mẹ Sầu Bi do một linh mục tặng Đức Cha Yến và được đặt trên núi Gò của giáo xứ. Bỗng một ngày một nhóm khoảng 10 người đã tới đập phá tượng. Đây là một xúc phạm tôn giáo lớn. Tuy nhiên, từ đây nhiều người biết đến Đức Mẹ Sầu Bi Đồng Đinh đã tới hành hương cầu nguyện. Từ đó trở thành một trung tâm hành hương của giáo xứ và của giáo phận Phát Diệm. Hàng năm lễ Đức Mẹ Sầu Bi nơi đây tổ chức rất linh thiêng và sốt sắng, rất nhiều người đến tham dự. Thank you.